Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được kêu các bạn là hai cặp đực nha các bạn. Đây, trước mặt bạn là cặp đực rồi các bạn. Con ba bên con kem các bạn. Lưng rồi các bạn không? Cặp này con đồng nhau các bạn. Con nào cũng cao 1m6 bò các bạn. 1m6 bò, chân móng nè. Chân trước chân sau hoàn thiện nè các bạn. Con kem rồi các bạn. Chân trước chân sau hoàn thiện hết, cao 1m6 bò, đít nè, giá 46 triệu các bạn, giá 46 triệu. Con kem con ba bê giá 46 triệu, nó đồng nhau các bạn, đều cao 1m6 bò hết các bạn, ăn uống thì khỏi chê các bạn, ăn uống rất giỏi nè, ba bê đít muối luôn các bạn không, chân móng rồi, kem cũng vậy các bạn, chân móng thì hoàn thiện hết. Giá 46 triệu các bạn, 46 triệu cặp này nè các bạn. Lưng thẳng băng, đầu to. Xương nè các bạn, thấy dàn xương không? Dàn xương cối các bạn. Đòn dày sọc à. Con kem cặp kem với con kem với ba bê này đồng nhau các bạn. Giá 46 triệu các bạn. Đít ba bê đít. Đùi dài đít các bạn không? Còn đây là cặp kem này các bạn, cặp kem này lớn hơn các bạn. Lớn hơn, dành vàng các bạn. Cặp này thì chủ báo giá 52 triệu các bạn. Cặp kem lớn cao 1m1 bò, đo ngay sái nha các bạn. 1m1 bò, chân móng hoàn thiện. Chân móng hoàn thiện hết. Hai con kem này chân móng hoàn thiện hết các bạn. Cặp này là 52 triệu các bạn. Lưng thẳng băng à. Kem mà đít cũng có ngắn múi luôn mới ghê các bạn. Đó, đầu to đòn dày sọc các bạn. Đó, con này cũng vậy các bạn, đầu to đòn dày sọc. Đó, ăn uống thì rất là dễ nha các bạn, chân móng hoàn thiện hết. Cặp kem này xương cối các bạn, cái lưng nè, chân móng hoàn thiện, lưng thẳng băng, cái đòn dày sọc các bạn ơi. Cặp này chủ báo giá là 52 triệu các bạn, 52 triệu. Đó, anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chú bò mình, comment bên dưới màn hình video nha các bạn. Comment bên dưới màn hình video. Cặp này chủ báo giá là 52 triệu các bạn, cao 1m1 bò. Các bạn không, tướng đứng dền vàng các bạn. Tướng đứng dền vàng. Đòn thì đòn dài sọc các bạn. Đòn thì đòn dài. Xương cối. Đít thì các bạn không. Con nào cũng đít lớn các bạn, đùi dai đít nở. Ba bê này cũng vậy các bạn, ba bê với kem này 46 triệu nữa các bạn. Đồng đồng nha các bạn ơi, cao 1m6 bò đồng đồng nhau. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại cặp đực là một con kem, một con ba bê. Cặp này thì chủ báo giá là 46 triệu và cặp đực kem chủ báo giá là 52 triệu nha các bạn. Đó, anh em mà nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình, comment bên dưới màn hình video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.